Đội tuyển U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Qatar vào tối ngày 8 tháng 4 theo giờ địa phương. Do vừa trải qua cuộc hành trình khá dài từ Hà Nội sang Doha, nên huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ đưa ra giáo án với khối lượng vận động nhẹ nhàng cho các học trò của mình. Vào thời điểm này, Qatar đã bắt đầu chuyển sang mùa hè. Tuy vậy, thời tiết vẫn khá dễ chịu với nhiệt độ dao động từ 22 cho đến 23 độ C. Thậm chí còn có lác đác mưa nhỏ và kéo dài trong suốt buổi tập của đội. Đây là điều hiếm gặp trong giai đoạn nắng nóng của quốc gia Tây Á này và càng giúp cho không khí trở nên dịu mát hơn. Bài tập của đội chỉ diễn ra trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ với nội dung chủ yếu là các bài tập thư giãn gân cốt, vận động với bóng và kết hợp với mini game dứt điểm cầu môn. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và các cộng sự cố gắng truyền năng lượng tích cực tới các cầu thủ, giải tỏa áp lực tâm lý cho toàn đội trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng trước khi bước vào thử thách tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Với kinh nghiệm cầm quân tại nhiều giải đấu của châu Á, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã sớm xây dựng kỹ lưỡng kế hoạch của đội, từ sinh hoạt nội bộ cho đến các hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, ông cũng tính toán thời gian tập luyện một cách phù hợp nhất với sự chênh lệch 4 tiếng về múi giờ nhằm giúp cho các cầu thủ có sự điều chỉnh thích nghi tốt về nhịp sinh học. Ngoài ra, việc Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện để đội tuyển sang Qatar sớm hơn một tuần so với lịch của AFC cũng được đánh giá sẽ giúp cho đội có đủ thời gian cần thiết để có sự bắt nhịp tốt với cuộc đua tại đấu trường U23 châu lục. Theo kế hoạch thì ngày 9 tháng 4, các cầu thủ sẽ có chọn một buổi sáng để nghỉ ngơi và tiếp tục điều chỉnh nhịp sinh học. Đội sẽ trở lại sân tập vào chiều cùng ngày với các bài rèn kỹ chiến thuật và chuẩn bị phương án nhân sự cho trận giao hữu với đội tuyển U23 Jordan vào ngày 10 tháng 4. Đây là trận đấu được tổ chức để phục vụ riêng cho công tác chuyên môn của ban huấn luyện hai đội tuyển, nên sẽ diễn ra trên sân không có khán giả và không có hoạt động tác nghiệp của truyền thông. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết ông sẽ tận dụng trận đấu này để tạo ra cơ hội ra sân cho tối đa các cầu thủ, từ đó đánh giá rõ nét hơn về phong độ của toàn đội nhằm có giải pháp điều chỉnh trong các buổi tập tiếp theo. Đồng thời cũng là căn cứ để hướng tới quyết định chốt lại danh sách chính thức bao gồm 23 cầu thủ tại cuộc họp kỹ thuật vào ngày 16 tháng 4 tới.